Hello tất cả mọi người nhé, hôm nay tớ lại chơi tám trò chơi Slash 3D trước này. Đây, chúng ta sẽ vào. Đây, đây là bà Mr. T. Bà đây này. Bà và xem ông ấy đang giải dương. Chúng ta sẽ vào. Chúng ta sẽ bà đang ra đây này. Rồi chúng ta sẽ bà đây này. Chúng ta sẽ chiều. Bà đuổi này. Chúng ta sẽ cho bà đuổi ra đây. Rồi bà đây, bà nhắm này. Bà đây này. Bà rồi, bà sẽ đuổi chúng ta đây. Chúng ta sẽ nhảy qua đây. Chúng ta sẽ chiều bà một tí. Nhảy qua đây này. Bà đây này. Bà đuổi nó rồi. Chúng ta sẽ lên đây trên đây. Bà đây này. Bà lên rồi. Chúng ta sẽ lên lấy cái này. Chúng ta sẽ đi xuống. TV, chúng ta sẽ tắt TV đi. Chúng ta sẽ đi vào đây. Chúng ta sẽ lấy cái này. Ta sẽ cho nó lên đây nè. Chúng ta sẽ xin xong cái đây. Cái giường vào đây. Ta sẽ xin đặt lên. Chúng ta sẽ thả cái này xuống này. Chúng ta sẽ đá vào. Chúng ta sẽ lấy cái này. Ta nắp vào đây. Nó bơm đầy nữa này. Chúng ta quay xong bây giờ. Chúng ta sẽ để xuống này. Chúng ta sẽ nắp cái này lên. Nên là chúng ta đã xong nha đây này. Bà ơi mẹ không. Chết quá đây. Chúng ta đã thắng à. Chúng ta sẽ sang trò chơi Ban Man Bảy. Tudo que me importa é que eles estejam quietos agora. Muito obrigado. Chúng ta sẽ nhặt cái này. Talvez você não seja tão ruim assim. Chúng ta sẽ đi xuống dưới đây. Chúng ta sẽ ra đây. Ta sẽ sang bên này, này. Ta chúng ta sẽ quẹt con nào. Kannst du bitte deine Stimme ein wenig senken? Ich bin in einem Anstarrwettbewerb. Na, chúng ta sẽ. Mein Gegner ist viel stärker als ich erwartet. Ta đây mở cánh cửa này ra này. Na, chúng ta sẽ lên. Này gặp con này. Chúng ta sẽ sang bên đây. Can't say I'm happy to see you alive chúng ta sẽ at all.
Chuyện mấy con bạch tuộc này. That crazy leech cannot turn me into one of his minions. But it is still dangerous for me to wander out there. I want you to think of the amount of terror the children would feel at the sight of even just one of these naughty ones. These mindless animals that hate nothing more than they hate humans. At this point, I would not eliminate the possibility that they found where I've hid the children. It is your actions that have even made this a possibility in the first place. It's all your fault. Regardless, there is another thing that I want to show you. It sure looks like you need it. Đây, nó sẽ cho chúng ta đi lên máy bay này. Đây, chúng ta đang ở trên máy bay. Đây, còn là map này. Ở đây này. Now, Stinger? Đây, chúng ta... I guess this con mạch tuộc à. Mạch tuộc đang nắm máy bay này. We're in the middle of the air. So how exactly are we going to do that? I do not know. Okay, sheesh, relax. It was just a question. I apologize. I'm just tired of all this. Tired of what? Tired of everything. Thì con bạch tuộc này nó sẽ kéo cái con đò này lên này. So negative all of a sudden. Maybe it's time we abandon this plan. I mean, how did we end up flying over a sea of Jordanian instead of an actual sea? Okay, that's it. Maybe you should let the captain fly the plane if this is your mentality. What are you doing? I am finished with your constant thought. It's always a mistake to start a conversation. Oh, con đỏ này. Rồi, nó bật nhau bây giờ xuống rồi. Oh, đang rơi trên máy bay xuống này. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo, Poppy 2. Và chúng ta sẽ đợi tí nữa. Chúng ta bị bắt rồi. Nó vừa chúng ta ấn nhầm tay thụt lại, nó đang mặc cái sao. Oh, I got a
sẽ sang trò chơi tiếp theo. Trong trò này chúng ta sẽ bật mạng lên này. Đây, chúng ta sẽ đợi nó mạng nó lên nó nha. Super Knock. Đây, nó sẽ. Chúng ta sẽ vào chơi đó. Nên thế nào các anh em. Ô, con này đẹp quá đây. Đây là lòng vào game này. Thay trường người khác vào chơi à. Rồi chúng ta sẽ bỏ phiếu. Ông này cắt cửa cho chúng ta vào, cắt hàng rào à. Ô, con này đẹp quá đây. Chúng ta sẽ đi tìm đèn SOS. À, nó sẽ mở cho hai con quái vật ra. Đi này những người khác. Rồi chúng ta sẽ vào đi. Chúng ta phải đi tìm đèn SOS. Rồi chúng ta sẽ cẩn thận. Ô, con này tí nữa là chúng ta bị nó bắt. Rồi chúng ta sẽ quay sang đây. Chúng ta sẽ đi vào đây. Ồ, mình lại tìm hết rồi. Chúng ta sẽ quay ra. Còn dưới đây là cái dưới đây này. Ồ, đây còn xanh ở đằng dưới đây này. À, chúng ta sẽ đi để chúng ta sẽ để cái này. Ồ, con này đây, chúng ta sẽ chạy đó. Chúng ta phải tránh xa nó ra. Xem lắp đây. Ta tìm được mình 9 cái rồi. Ô, ta sẽ đuổi chúng ta chạy đó. Đây,
Ta chúng ta xem nó đi đâu. Con kia chạy đâu à? Chúng ta sẽ đi lên trên này. Còn hai cái nữa rồi. Còn một cái nữa rồi, không biết ở đâu rồi. Con này. Chúng ta đã lắp đủ này. Như này là chúng ta đã chiến thắng à. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo rồi. Này chúng ta sẽ tắt mạng đi. Ta sẽ sang trò chơi. Đây. Thời kỳ nguyên thủy. Chúng ta sẽ đi tìm cái ra để cắt cái này ra. Đâu con này. Ta sẽ lấy không. Khóa rồi. Chúng ta sẽ xéo này vào. Sao đi tìm cái dao. Không có đây rồi. Ta sẽ lên tầng này. Ta sẽ tìm cái dao ở đâu. Không có đây rồi. Chúng ta sẽ nhảy xuống đây. Trong đây không có gì đây. Đây sao giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài.
Ta xem bà đây không? Let's tease Dino again. Ta-da! Oh, bà sẽ cái con này nó. Nó hút bay. Chúng ta sẽ sang trò chơi tắt cái đầu ba. Territory. We need to find a way to get inside. Chúng ta sẽ đi vào đây. Ta sẽ lấy những cái này. Ta chúng ta sẽ đi lên. Đi lên trên tiếp về. Where are we now? What kind of city is this? Whoa, I didn't expect anyone to show up here. Get me out of here. À, chúng ta sẽ đi đi sang đây để tìm cái ấy mở này. 8075. Chúng ta sẽ mở con này ra. 8075. I can fuck. Take all a hand. I'm tired, so I won't be able to throw the balls far. We need to get to the exit fast. À, chúng ta sẽ theo con này xuống. Chúng ta xem ông gửi đây. Rồi, chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Trò chơi thứ 7. Chúng ta sẽ xem phát một này. Ta sẽ cậy cửa này ra nào. Rồi, chúng ta sẽ đi sau này.
cái này vào trong đây. À, chúng ta sẽ lên đây lấy cái thẻ. Ai mở tủ này lấy cái thẻ trong đây. Chúng ta sẽ đi lấy cái tay cầm của ô tô để tiến lên tay lái này. Chúng ta lấy cái này trước. Lắp vào từng cái một. Ồ quá à. Nè chúng ta sẽ lắp làm cái này. Cái thứ ba này cái thứ bốn đây là cái thứ năm ở đây này. À, chúng ta xem lên xe. À, chúng ta sẽ sang trò chơi cuối cùng. Ta sẽ bắn bộ đây. Ta sẽ bắt con ra này. Oh, con này nó sẽ bỏ đây. Wow, chúng ta chạy đó. Oh, nhanh, chạy nhanh. Ta không chạy nhanh là sẽ bị nó bắt. Oh, nó đuổi lên cái đó. Oh, nó đuổi lên. Oh, cái đó. À, nó đuổi lên. À, nó sẽ không bắt được chúng ta lên đây nữa. Let's find two batteries for this robot. Cái đó chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta sẽ nhặt cục pin này. The last one can start play. Where are you, little battery? À, chúng ta sẽ vào bắt con cá này lên. Chúng ta mới nhảy lên đây. À, chúng ta sẽ để nó xuống đây. Chúng ta sẽ đập vào nước đỏ này.
Luckily, I know what you're doing. Otherwise, you'll have to sit in there for quite a while. Follow me, unless you want trouble with other ones. Don't forget to bring the tickets. The thing you just picked up in the last room. It is indispensable if you want to go around this floor. About a strange visitor. It's been a long time since anyone came down here. Hope this trip will help something. But don't mess things up. I've had enough trouble this time around. À, chúng tôi kết thúc video tại đây rồi. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ tôi nhé. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nè.